À, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Chí Thúng Bí Mật Secret Basket. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì Coleman cùng với Chí Thúng Bí Mật sẽ mời quý vị và các bạn về với quê hương Trà Vinh, và phía sau lưng mình chính là ngôi chợ Trà Vinh đã có truyền thống từ rất lâu đời, và đây là một trong những ngôi chợ lớn nhất ở thành phố Trà Vinh. Ở chung quanh đây thì còn rất là nhiều cái cửa hàng mà còn đậm dấu ấn hoài niệm xưa và còn rất là xưa cũ luôn. Dạ, mình bà con bác mình là về Trà Vinh á, thì hãy dành một ít thời gian để ghé thăm cái chợ Trà Vinh này, bởi vì nó là một cái nơi mà giống như hội tụ đa văn hóa ở tại Trà Vinh này. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo chân Coleman để đi tìm ba cái món ăn cho Chiếc Thúng Bí Mật ngày hôm nay và tìm xem ai là người chơi may mắn của chương trình ngày hôm nay nha. Xin mời. À, mình đang đi cái con đường này là cái con đường bên hông chợ Trà Vinh, mang tên là đường Độc Lập. Thì một bên là các cái tiệm vàng, bên kia là chợ trái cây. Ồ, mình thấy có một số khán giả đang đứng bên kia quay phim chụp hình, quá mạng luôn. Wow. Ồ. Trời ơi, đông quá chợ Trà Vinh. Chợ Trà Vinh đặc biệt là một số cái chợ khác thì họ đông từ sáng sớm, nhưng mà tới giờ này khoảng 9-10 giờ là vắng, còn đây là chợ này 9-10 giờ lại rất đông. Chiếc thúng bí mật. Đố ai biết trong đây nó có cái gì? Tôi còn không biết nữa, đã biết. Mỏi tay quá. Ăn hết chứ không vô kia lộ. Dễ đoán quá. Rồi, vô. Đây chú nè, chào con. Không, bây giờ để quan sát tìm người chơi. Nóng quá, rồi mồ hôi quá. Cầm anh cái nón ơi. Trời ơi, mồ hôi quá trời luôn, nóng quá trời nóng. Dạ. Dạ, này, chơi chứ không có bán. Trời ơi, quỷ. Dạ, trời ơi, quỷ ơi hả? Rồi, đó. Dạ, trong đây có 3 món. Dạ. Ba món. Có đồ đũa nè. Mình đoán. Sao không nhìn thấy vậy? Trời, em không biết, không phải nhìn thấy đâu. Trời ơi. Món gì? Hả? Trong đây có 3 món, không biết món gì. Mình đoán trúng 2 món là mình chiến thắng. Chơi không? Rồi, chơi luôn. Rồi, chơi luôn. Không biết sao đoán được. Chạy đó đại. Hồi nãy thấy Coleman đứng đó bóc bóc ăn gì đó rồi. Không biết. Đứng bóc bóc ăn hả? Không biết gì hả? Chắc chắn. Thôi, giờ đi lũi lũi vô đây còn có. Chạy cho mày lại đứng trong chưa gì hết, đoán trúng 2 món rồi. Nghỉ, không chơi. Dạ, không biết. Có 3 món. Chơi sao nè, rồi chơi không? Phải nói với chơi, biết chơi rồi. Rất là dễ, trong đây nó có 3 món. Mỗi món gửi 3 lần. Rồi. Nếu mà em đoán trúng 2 món làm chiến thắng. Quá dễ. Phải không? Còn em đoán mà không trúng thì em ăn hết 3 món. Không được. Nó không thì có gì mình nhờ người ta trợ giúp ăn giùm. Là chắc gì không dám chờ. Hả? Ăn không nổi. Ăn không nổi hay không nổi nhờ người ta trợ giúp. Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy thôi. Ủa, đường, ủa đường, 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 đường đi ra chợ cá đâu ta? Chợ cá dưới. Sao không? Còn cái này đi xuống chợ cá chút vui á. Xuống dưới chợ cá đi. Ôi cha anh hả? Ừ, cảm ơn em. Kiếm cái nào mà vui vui. Có nào quậy quậy mới vui. Chơi game trúng thưởng mà không ai chơi hết. Chơi kỳ quá hả? Rồi giờ chơi luôn nè, khỏi kỳ nè. Chơi luôn khỏi kỳ nè. Không có vô kêu muốn nước. Rồi ok rồi. Dạ dạ. Rồi bây giờ về đi ha. Không đổ mồ nhiều quá. Nóng, dạ nóng quá. Lấy cái luôn con vàng cái sáng. Lấy em sáng luôn rồi, chó. Trời ơi, lấy em sáng luôn. Wow, wow, giữ vào đó. Đẹp luôn. Đó lên đẹp rồi, xuất sắc luôn, rồi. Đó đẹp luôn, chiếc này lên. Rồi, thôi bây giờ mình chơi đi, rồi ngồi đây chơi đi. Chơi luôn. Dạ, tại vì thấy trời ngoài kia cũng đang chuyển mưa quá. Em tên gì? Em tên Tăng Hồng Nhiên. Em tên Tăng Hồng Nhiên. Rồi,
Em là khách đây hay là em? Em chủ quán ở đây. Ở đạo. À, bán quán kế bên đây hả? Ồ, bán gì vậy? Em bán hủ tiếu. Ồ, bán hủ tiếu. Trời ơi, bán hủ tiếu mà giờ trời ơi đeo vàng dữ vậy? Ở đạo, chủ ra. Đeo vàng cho chủ đi. Xin. Rồi bây giờ cái trò chơi này rất đơn giản nha. Trong đây có 3 món nha. Em chỉ cần đoán trúng 2 món là em chiến thắng. Em chiến thắng em được cái gì? Đây một phần quà. À. 500.000. Rồi và em được chọn một món ăn em yêu thích trong đây. À. Còn nếu em mình đoán không đúng. Vẫn em nhận được một phần quà. 200.000. Nhưng phải ăn hết 3 món. Ôi trời ơi. Em có thể nhờ mấy người xung quanh ủng hộ. Sự trợ giúp không cần luôn. Chắc không. Chúng rồi đó. Cái này là em của Nga Sumo. Em Nga Sumo thiệt hả? Em chơi luôn. Ờ trong đây 3 món nhiều. Không cần suy nghĩ. Rồi nhớ lên nha. Rồi. Đó là hy vọng. Rồi. Quý vị các bạn thân mến, đây là chị Tăng Hồng Nhiên. Đó là giờ cũng là chủ của một cái hàng quán mỗi tiệm hủ tiếu ở đây ngay trong chợ Nhà Lồng Trà Vinh. Chị Tăng Hồng Nhiên sẽ là người chơi của tập Chí Thú Bí Mật ngày hôm nay. Anh sẽ gửi cho em 3 lần. Dạ. Rồi ha. Dạ. Rồi món thứ nhất là một món bún. Bún. Rồi ở trên đường này ngoài có một cái tiệm bún mà bán mấy chục năm rồi, đường Khmer tên Hằng, ngay tiệm quê hương á. Rồi biết. Rồi món bún này có 3 chữ. Bún nước lèo. Rồi cho em đoán thêm một lần nữa. 3 chữ. Bún nước lèo. Bún lèo rồi không phải. Không được quyền, xong sau đó mình chọn đáp án cuối cùng. Bún nước lèo. Đặc sản luôn hả? Không cần luôn. Đặc sản Trà Vinh là bún nước lèo. Bún nước lèo. Rồi, món thứ nhất. Rồi, món thứ hai. Món thứ hai là một cái món chả cũng có 3 chữ luôn, của cô Ly bán ngay ra ngoài cổng chợ ngoài đây. Cô Ly. Ngay cái đường hẻm khu phố 4. Gì hẻm 84. Chả gì? Chả lụa mà bắt. Món chả này có 3 chữ. Món chả này có 3 chữ. Chả Năm Thị, rồi một là chả Chí Thành. Chả Chí Thành là hai. Rồi em nói nè, món chả này có một con tép. Có con tép gì hả chả? Món mà có con tép là rồi, anh cho em biết luôn, món chả tép. Chả tép mà, nó phải chả lụa. Rồi gợi ý xịn luôn nè, chơi đẹp luôn. Chơi đẹp luôn. Rồi bây giờ, đây là chả tép mà mình sẽ chế biến theo cái kiểu gì? Chả tép hấp hay chả tép... luộc hay là chả tép nướng hay là chả tép chiên gì đó. Là chả tép gì? Chả tép chiên á, bánh giá. Ở đây bánh tròn tròn. Chả tép chiên. Chả tép chiên. Chắc không? Chả tép chiên. Tại chữ. Chả xong là chả tép hấp. Ở đây không ai bán chả tép hấp hết anh. Không có cái vụ đó. Rồi ngu rồi. Chả tép chiên đúng không? Đúng. Rồi hai món nha. Hai món. Chưa biết đáp án nha. Rồi món cuối cùng là một món chuối. Rồi, bánh chuối nướng. Không, để coi có ba mấy chữ. Rồi còn hai lần nữa. Thêm hai chữ nữa. Để coi mấy chữ luôn nè. Chuối nếp nướng. Tại sao không là chuối già nướng? Không, ở đây không có chuối già mua món đó không có. Chuối sứ nướng. Không có. Có chuối xiêm. Chuối xiêm là tao quấn á là tao kêu. Rồi bây giờ chú là đáp án cuối cùng đi là chuối gì nữa? Chuối gì? Nếp nướng. Chuối nếp nướng. Đúng. Chuối nếp nướng. À hả? Rồi. Nếu mà người nào đã trúng 3 món thì phải ăn hết 3 món luôn. À, em chắc chắn ăn hết luôn. Mày thấy đúng rồi. Miễn là trúng là được không? Chúng ta hãy cùng chờ xem chị Tăng Hồng Nhiên là người chiến thắng và chiến thắng như thế nào trong chiến thắng bí mật này. Câu lên khẳng định là chị chiến thắng rồi đó, nhưng mà chiến thắng như thế nào? Nếu mà chị chiến thắng 2 món là chị không phải ăn hết 3 món. Nhưng nếu mà chị đoán được cả 3 món thì chị phải ăn hết 3 món. Rồi, mời em mở cái thúng. Có một cái hàng rất là nhỏ luôn, một cái bếp nhỏ xíu xíu à. Bán gì á em? Bán bún nước lèo hả? Còn không vậy? Ủa đâu thấy đâu? Ủa? À, đang bún nước lèo. Ồ. Đặc sản của Trà Vinh luôn hả? Ủa thơm quá vậy? Dạ. Ồ, bún của Trà Vinh. Em tên gì vậy? Dạ em tên Hạnh. Tên Hạnh hả? Dạ. Ồ, em chắc là người gấp người Khmer ha. Dạ. Em bán đây lâu chưa? Dạ mấy chục rồi. Mấy chục năm hả? Có gì mẹ em á. Hơn 30 năm hả? Ôi, dạ. Rồi thôi cho anh tô đi. Ăn luôn hả? Không, anh nên mang đi hả? Rồi cho anh tô dừa thôi. Dạ. Dừa đỡ. Anh có lấy gì không biết tập bánh gì không? Đầy đủ hết. Đầy đủ. Rồi, cái tô này là nhiêu đây? Luôn thịt, luôn bánh, luôn gì không? Đầy đủ.
38 ngàn. Ok. Luôn thịt luôn bánh. Thôi thịt bánh để riêng ngoài đi ha. Dạ. Lát ai ăn đổ vô. Rồi. Nói bún nước lèo rồi chị Hạnh là người ta biết phải không? Dạ. Ôi ôi, thịt quay heo quay ngon chưa? Rồi bây giờ mình đi tìm tiếp món thứ hai nha bà con cô bác thân mến. Ồ đây rồi, đây, đây mình đã tìm thấy món thứ hai rồi bà con cô bác ơi. Chuối nếp nướng nhiêu trái vậy cô? Một trái 10 ngàn hả? Trời ơi đây trái chuối nếp. Đây cái xe chuối nếp nướng hồi nãy tôi nhìn thoáng mình chạy bây giờ tôi tìm mới ra chị đây. Ờ, vừa có chuối nếp nướng còn cái chuối mà kia là chuối nướng ngoại. À là mình nướng ngoài lá chuối xong mình mới bỏ vô đây mình nướng cắt lá chuối xong rồi là mới dở ra nó mới vàng ra vậy. Trời ơi có 20 ngàn thôi một cái chuối nướng. Có tính thêm nước dừa với topping rồi không? Không hả? Cứ một trái 10 ngàn thôi. Rồi, chị bán bây giờ nào, giờ nào chị? 7 giờ sáng. 11 giờ. Đấy, sáng 11 giờ. 23 giờ bán năm. Ồ, chị bán bao nhiêu năm rồi? 30 năm. Trời ơi, nay chị nhiêu tuổi mà bán 30 năm dữ vậy? 57. Ồ. Ồ, wow. Khóm 2 phường 3 nha. Đi kiếm món thứ ba nghĩ chắc không có rồi. Cua ăn cua không? Dạ, này không phải lắc một cua đâu, nói lắc một cua chết luôn á. Món gì vậy cho cô? Trời ơi, ngay cái hẻm số mấy nè, đường 84 khóm 2 bên hông chợ Đà Vinh nè, tự nhiên tìm được cái xe này hay quá. Khóm 2 phường 3 hả? Dạ, khóm 2 phường 3. Không biết bán gì hả? Từ từ biết. Bánh xà quá cô. Ủa cái bánh này bánh gì cô? Bánh tép chiên á. Bánh tép chiên hả? Để em kiếm cho em để lên nha. Đừng ai dở của tôi nghe. Dở tôi bể bí mật của tôi nha. Là nó hết bí mật luôn đó. Ồ, oh, đúng rồi, trời ơi, ngu ghê. Đây, đây là... Ồ, cái bánh chả chiên của cô gì ở hẻm 84. Hả? Cô Trúc Ly hả? Rồi. Ồ, cái ba cái chả này độc đáo vậy ta. Ủa, cái chả này ăn với gì chị Ly? Nước mắm với cơm thơm. Vậy thôi hả? Bún xà lách cũng ngon. Rồi. Này bán thêm, bán một cái hay bán làm sao? Cái 5 ngàn. Cái 5 ngàn. Ồ. Dạ thôi vậy lấy thôi em, lấy em 3 cái đi. Lấy hết giùm luôn đi. Ờ lấy hết luôn dĩa là luôn đi. Chị đếm em nhiêu coi. Trời ơi. Ăn thử cái con. Chả chiên, chả chiên. Lén lén làm cái quá. Ồ gần rụng luôn á. Ồ ngon quá. Dạ, bịch nước mắm á chậm. Nước mắm chậm luôn không? Dạ. Rồi, giúp mẹ bỏ lên nha. Rồi, dạ. Không ở đây lộ được, không sao. Đó, hai món trước. Trời ơi, tình chán luôn. Ở đây ăn nước lèo ngon lắm á. Vậy hả? Ở đây ăn nước lèo ngon lắm. Đúng sắc của nó đó. Chết trai giờ để làm sao lấn qua được. Ơi. Rồi, để tính nổi không ta? Trời, trong tính nổi lộ quá. Rồi, mấy chị kia mấy chị hay lắm, mấy chị đòi giỏi lắm, gì đó, biết rồi nè. Chả tép hả? Có nên nói thêm chữ tép không? Đây bún nước lèo chính xác. Rồi. Cái món thứ hai là cái món chuối nướng nếp. Chuối nếp nướng. Chính xác luôn. Chả chiên đúng luôn nè. Rồi chả tép chiên luôn rồi. Bây giờ ăn hả? Rồi. Rồi bây giờ ăn hết. Ăn hết ba món thì nhận phần quà luôn. Mà chúng mà được ăn luôn hả? Dạ. Đúng rồi, được quyền trợ giúp, thoải mái. Bây giờ em ăn cái này trước nè. Em dạ, ăn cái này trước không? Rồi, ok. Ăn cái này trước mày ngán lắm. Ăn cái này trước mày ngán lắm. Ăn cái này trước đi. Ăn này trước đi. Có quyền trợ giúp. Hồi sáng nói là hết tô bún bò đó nè. Trời ơi, ủa là có phương pháp gì mà ăn mà sao cái bụng non dữ vậy trời? Nó đang đói bụng quá, chú ơi. Mới bún đi cực ơi. Trời ơi. Dạ rồi, thôi bây giờ mình mời dạ. Mời khán giả đi. Dạ mời, dạ mời bà con mình ăn luôn. Mời khán giả đi. Ờ đúng rồi. Mời khán giả đi, người dùng cái đi. Rồi.
rồi, đây. Đây con rồi. Cắm lên, rồi. Dạ mời mỗi mỗi bà con một cái. Con làm thêm cái kênh nữa. Rồi con lấy cái bánh đi con. Dạ. Bánh ngon lắm. Miếng kẻ bạn con. Dạ, đây. Dạ đây chị. Dạ rồi, ok rồi, vô luôn. Rồi đây vẫn còn hai cái đó. Cái này ba mẹ được quyền ăn không? Dạ được, thoải mái luôn, ba mẹ luôn, ba mẹ giải cứu luôn hả? Ủa ba mẹ ruột hả chị? Dạ. Dạ. Con gái lớn. Ủa anh chị trẻ quá vậy. Ôi 60 rồi. Trời ơi. Anh thì 6 mấy rồi. Anh thì 62. Ăn thấy có cảm giác làm sao? Ngon. Ngon. Đậm. Nóng. Cái này là cũng là một món đặc sản của dân miền á. Dạ hả. Kính thưa quý vị khán giả là những cái món này là đều có tuổi đời từ 30 năm trở lên. Giới thiệu mọi thứ một chút á. Mọi thứ cái này ngon hơn hay là trẻ chả tép này là của Trà Vinh đặc sản. Cũng đặc sản. Rồi uống nước lèo mà ăn với cái này nè, mới đã nè. Cái này là đặc sản của Trà Vinh cũng lèo ở đây mình ăn hiện tại đây. Trời ơi trộn lên đó mà ngồi nghe, nghe thơm phức luôn á, thơm nức vào mũi luôn á. Bữa nay cô Lâm em thì sụp hổ. Như là giới thiệu với quý vị khán giả ngay từ đầu là chợ Trà Vinh là phải nói là một cái nơi hội tụ văn hóa mà nó rất là lâu đời luôn. Ở các cửa hàng, hàng quán ở đây có từ rất là lâu đời, vài chục năm là chuyện rất là bình thường luôn. Quý vị khán giả mình mà đi về Trà Vinh mà mình không ghé qua chợ Trà Vinh một lần thì rất là uổng phí, và đặc biệt là phải khám phá các cái khu ẩm thực ở đây. Hàng nào cũng có cái ngon mà hàng nào cũng có cái đặc trưng riêng. Cái bún nước lèo này là ăn với lại heo quay nữa, trời ơi, heo quay ngon thiệt luôn á. Dạ. Mới anh ăn cái miếng rồi. Cái đũa này cho con được. Rồi. Dạ cho em xin đôi đũa. Đây, xin đôi đũa luôn. Dạ cái miếng heo quay ngon quá cũng ngon. Ở đây là ăn cái này thường lắm. Ở đây là tụi này ăn thường lắm. Nhìn cái miếng da mà chịu không nổi á. Rồi ăn ngon lành quá trời. Dùng nữa anh. Ừ. Đang ăn nè. Ăn phụ cho. Đây, một phần quà nữa. Đó. Dạ, cảm ơn chị. Cho em nó tẩy luôn, coi uống luôn. Wow. Trời nhiệt tình quá nói thiệt luôn á. Người chơi rất nhiệt tình luôn á. Chị Tăng Hồng Nhiên của gì các em cho chào anh chào khó tay nha. Anh Caramel ăn tiếp đi. Em ăn nhiệt tình mà. Bẻ cái bánh nó bỏ vô chung luôn, cái bánh nó bánh giá đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi cảm ơn chị Tăng Hồng Nhiên rất là nhiệt tình. Trời món của mà. Wow. Ăn thì phải ăn có hết để nhận quà mới đủ chứ. Trời ơi. Trời ơi, gặp học sinh sao có tâm quá vậy, gặp thí sinh sao có tâm quá vậy. Có tâm. Đây là bánh tép chiên. Đúng là rồi. Một món ngon của Trà Vinh. Dạ. Tôi ăn lộn cái nè. Rồi ăn đi. Quá tuyệt vời. Rồi người chơi nào mà cũng nhiệt tình vậy chắc cái chương trình này coi vui lắm luôn á, thiệt luôn á bà con cô bác. Không, không đi lôi tụi này theo. Ở đây phải vui lắm. Châu hú có chạy theo. Dạ. Dạ, dạ bữa là xuống đây làm tiếng rau hú nghe. Dạ. Dạ bữa làm tiếng rau hú các cô rau ngồi nghe. Cái này là cũng là phần quà mà cũng là nhà tài trợ chính của chương trình. Dạ đúng rồi. Biết rồi. Vui quá vui. Ngon lắm luôn. Dạ. Em cũng rất là vui khi anh Caramel tài trợ cái chương trình này cho em tham gia cái chương trình này. Những cái món này là đặc sản của Trà Vinh mà đặc biệt ăn xong mà thiếu cái nước này là không có ngon. Phải có cái nước này nữa ngon. Quá có tâm luôn, trời ơi xuất sắc thiệt chứ. À, quý vị các bạn thân mến, có lẽ là cũng đã đến lúc phải khép lại chương trình chiến thúc bí mật ngày hôm nay. Kính thưa quý vị các bạn thì thật sự là rất là vui. Người chơi của chương trình ngày hôm nay là chị Tăng Hồng Nhiên ở trong chợ Trà Vinh, rất là dễ thương, rất là vui và phải nói là rất là nhiệt tình. Và đây là cũng là một trong những người chơi hiếm hoi của chương trình đoán được một lúc ba món, đoán hết ba món mà vẫn xung phong ăn hết ba món luôn. Và đây là một cái trường hợp rất là hy hữu. Chính vì vậy cho nên là ban tổ chức quyết định là trao tặng cho chị luôn. À, không phải một phần quà nữa mà thêm một phần quà nữa là quá nhiệt tình luôn. Dạ hai phần quà luôn. À, dạ, cảm ơn chương trình rất là nhiều. Mà đặc biệt là cái món nước này là uống là rất là mát. Dạ, nha. Nước mát Sài Gòn nha bà con, đừng quên nha. Dạ rồi, bà con này vẫn ủng hộ nước mát Sài Gòn nha. Bà con, cô bác mình xem chương trình vui lòng để lại bình luận, để lại các ý kiến bên dưới là muốn comment với ekip chiếc thúng bí mật đi về ở địa phương nào, chợ nào thì để lại thì comment sẽ cùng với các bạn đem về quảng bá cho cái chợ địa phương đó, đồng thời mang đến những phút giây thư giãn cho bà con bác tiểu thương. Thật khổ lắm trời ơi, buôn gánh bán bưng khổ lắm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.